người có đường huyết cao có được ăn mắm tôm không? Hàm lượng muối cao. Một trong những điều đáng lưu ý là mắm tôm thường chứa hàm lượng đường và muối cao. Dùng quá nhiều muối có thể dẫn đến tăng huyết áp, rất nguy hiểm đối với người bệnh tiểu đường. Tăng huyết áp gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và thận, ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết. Quá trình lên men của mắm tôm có thể tạo ra các chất ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ insulin của cơ thể. Điều này làm tăng đường huyết, gây khó khăn trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Khi đường huyết tăng cao, người bệnh tiểu đường có thể dễ dàng gặp phải các triệu chứng như mệt mỏi, khát nước, cần đi tiểu thường xuyên gây ảnh hưởng đến sức khỏe, làm giảm chất lượng cuộc sống. Người tiểu đường nên thận trọng khi sử dụng mắm tôm. Thay vào đó, hãy cân nhắc các gia vị khác ít muối hơn và tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có chế độ ăn phù hợp.